Đây là tín hiệu vũ trụ gửi đến bạn về một thế hệ sống xanh sắp đổ bộ đến trái đất. Xin chào, mình là Hina Nguyễn, đại sứ của Gen Green. Năng lượng xanh lan tỏa nhanh. Là Gen Green, mình sống lành mạnh mỗi ngày. Là Gen Green, mình sống vui và chia sẻ niềm vui. Là Gen Green, mình đam mê du lịch để khám phá và thêm yêu thiên nhiên tươi đẹp. Là Gen Green, mình không một mình vì mình có một hành trình cùng chung sức bảo vệ thiên nhiên. Yêu môi trường, chúng mình hành động để tác động. Chúng mình sống tối giản và sống khỏe mỗi ngày. Thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa, tăng cường tái chế. Xin chào, mình là Khánh Vi, mình là một Gen Green. Mình là Haley Tống, mình là Gen Green. Mình là Minh, mình là Gen Green. Mình là Hưng, mình là Gen Green. Mình là Bảo Lâm và mình là Gen Green. Hãy đồng hành cùng chúng mình để trở thành một phần của Gen Z nha. Bạn có phải Gen Z? Tham gia với chúng mình để trở thành một phần của chiến dịch nhé! Panasonic.